Sagan. Thank you.
phà ép chốt của phà Dòng Cống. Ít bữa nữa là cầu Dòng Cống khánh thành thông xe thì những chiếc phà này sẽ lui vào biển Dạng. Thì cũng bạo lực thì cũng 5 ngày 4 ngày mà cũng được.
bắt đầu đi xe cộ thông thương thì cũng trước rồi, nhưng mà hết cái, được cái trải nghiệm đi phà về miền Tây, cái miền Tây sông nước rồi về đi phà mới thú vị. Trong lúc mình ngồi phà thì